Tiếng rừng vui vàng
còn mùa thu chẳng hơi bên thềm, không còn lời ru mưa trên môi mềm. Em đi như mùa xuân đầu lối dài đêm heo. Anh là mùa thu cho em mơ mà, anh là lời ru quấn quýt bên nhà. Em đi tiếc gì thu vào, tiếc gì xuân xa. Còn thương nhớ nhau từng đêm bao tố, tâm ước chẳng thể lời yêu chưa nói trên môi vùng về. Đường ta đã qua trên quãng chân trời, đường ta sẽ qua nào ai biết mấy chiều muôn xa cười. Dù lòng hồi mơ, dù buồn nên thơ, còn thương nhớ nhau bên nắng sao trời. Còn thương nhớ nhau từng đêm bao tố, tâm ước chẳng thể lời yêu chưa nói trên môi vùng về. Đường ta đã qua trên quãng chân trời, đường ta sẽ qua nào ai biết tới chiều buông ra rơi. Dù lòng hồi mơ, dù buồn nên thơ, chiều buông ra rơi, dù lòng hồi mơ. Và tiếp tục tiếng hát của ca sĩ Hoàng Ngọc Thúy trong nhạc phẩm bài Tâm Ngô Cho Em. Mời ca sĩ Hoàng Ngọc Thúy bước lên sân khấu. Dạ, Hoàng Ngọc Thúy xin kính chào quý vị. Xin chúc quý vị có một buổi tiệc thật là vui, cũng như xin chúc cho em Đi Nguyễn và anh Thanh Đạt được thành công rực rỡ ạ. Từ ngày có em về, nhà mình chẳng ai cũng chẳng về. Lòng nhà tình đã tan vỡ, thương chào ngõ nhau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tìm ở trong vất nằm và môi tình sống em đẹp là tình duyên chốc lòng anh yêu em có lúc muốn ai hoa được anh gửi về em theo áo ta ngã vì sao thì trời kê anh là tuổi em đẹp dù rằng tôi lên không to
mặc niệm để tưởng nhớ đến công lao của tiền nhân đã dày công lập quốc kiến quốc, anh linh của các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị quốc vong thân, anh linh của các chiến sĩ đồng minh đã nằm xuống cho đất nước Việt Nam vì lý tưởng tự do và dân chủ, cùng hướng linh của đồng bào đã tuẫn nạn trên đường vượt thoát nơi biển cả chốn rừng sâu cũng chỉ vì một khát vọng tìm cho được đến bến bờ tự do. Sau ngày quốc nạn 30/4/75 cũng xin lắng lòng để tiếc thương cho những người con của mẹ Việt Nam đã xả thân hy sinh mạng sống cho đại nghĩa của dân tộc. Phúc mặc niệm bắt đầu. Chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể quý vị an tọa. Và kính thưa quý vị, tiếp sau đây chúng tôi trân trọng kính mời cô Kim Khuyến tiếp tục điều hành chương trình. Xin cảm ơn chú và xin mời hai vị ứng cử viên Andy Nguyễn cùng Thành Đặng đứng lại sân khấu. Thì quý vị thấy trên sân khấu của chúng ta, đây là hai vị mà có một cái tinh thần và tâm tư rất là hướng về dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam của chúng ta, nhất là những người xa quê hương đã 50 năm tới rồi, nhưng mà với một cái ý chí ai cũng biết xe nào mà hư mà khó nhất không sửa được, lại đây em đi sửa được quý vị, và sửa ra giá rất là rẻ. Em giới thiệu chút xíu, và Thành Nguyễn là phó ở Thành Đặng, xin lỗi quý vị, ứng cử viên Thành Đặng là phó giám đốc của Telegram. Thì hai vị là những người, sorry nói một chút, là có tiền có bạc. Đúng ra là không phải ra tranh cử để mà có được trên dưới ngàn gì đó, cái đó là không có thành vấn đề. Nhưng mà vì là cái lòng dân tộc, cái tình dân tộc với nhau, thương yêu một thế hệ này và thế hệ sau nữa, do đó hai vị, một người thì làm sao ra ứng cử để giữ được cái chức là president của Midway City, để làm cho thành phố được sạch đẹp. Và Thành Nguyễn là một kỹ sư thì muốn làm sao kiến thiết lại thành phố Westminster để cho được thành một cái thành phố có một cái đặc điểm đẹp sạch, để cho những người mà du khách tới hoặc là bà con từ phương xa tới nhìn thấy được thành phố mình hôm nay khang trang quá. Có thể như vậy phải không hai vị? Thì đó là một cái điều mà muốn nói lên, không phải ra đây để mà tranh hơn tranh thua hay kiếm tiền, nhưng mà đây là một cái tâm tư nguyện vọng rất là tốt của hai vị, do đó chúng ta nên ủng hộ và nên tiếp tay, vì đây là những cái bước nối tiếp để xây dựng thành phố Lít Đô Sài Gòn bây giờ giống như là thành phố của chúng ta, của người Việt tị nạn rồi quý vị, đâu đâu cũng thấy bà con Việt Nam của chúng ta hết. Thì một chút ở đây thì có một số đại diện Andy cũng như Thành Nguyễn sẽ mời quý vị. Thành Đặng, em xin lỗi tối nay tại vì em là họ Nguyễn, do đó em cũng muốn Thành là Thành Nguyễn luôn, sorry rất là nhiều. Thì trước mặt em đó mà em cứ Thành Nguyễn hoài, xin lỗi nhiều lắm. Thì bây giờ để cho bà con lên để mà phát biểu, những vị học giả biết về hai vị, biết về history,
hai vị này nói lên để chúng ta bà con biết thêm nữa. Và hy vọng rằng bà con tới đây dự là đã thương hai vị ứng cử này rồi. Thì về mình thông báo ra với bà con của mình, kỳ này hãy dồn phiếu cho Andy Nguyễn và Thành Đặng được đắc cử để cho chúng ta có một cái tương lai của một cái thành phố Little Sài Gòn tươi sáng. Quý vị hồi nãy em đã nói đây là cái tương lai mà cái quý vị đã thấy là Andy cũng như Thành Đặng cố gắng làm sao phải thực hiện có cây tươi bóng mát, bông hoa được nở. Còn thành phố Little Sài Gòn từ trước tới giờ dù rằng đã sửa đổi rồi nhưng mà vẫn còn chưa như ý của hai vị được. Do đó hai vị nghĩ tới tương lai con cháu của chúng ta làm sao mà có được một cái thành phố rất là romantic cho những cái giới trẻ sau này. Thì xin mời hai vị. Hello. Dạ, Nam Quý Thành xin trân trọng kính chào hết tất cả quý quan khách và quý vị tới dự tiệc và quan em chúng tôi. Anh Andy Nguyễn, hay gọi là anh Andy Nguyễn, để ứng cử và để cho chương trình bắt đầu rất là mau lẹ. Thành xin giới thiệu ba vị quan khách tiêu biểu để lên phát biểu. Người thứ nhất là xin mời chú Phan Kỳ Ngân, là chủ tịch của Liên Ủy ban Chống Cộng sản và Cây Sai, và cũng là chủ tịch của đền Đức Thánh Trần, của hội quản trị đền Đức Thánh Trần nha. Kính mời chú lên phát biểu chúng con. Chúng tôi Phan Kỳ Ngân xin thay mặt hội đồng quản trị có vài lời. Hôm nay cái buổi tiệc tiêu biểu của các chủ nhiệm trong nhiệm kỳ sắp tới, đây là một buổi tiệc mà tôi nói là chưa có bao giờ mà cái sự đoàn kết giữa những người thầy giáo trẻ có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Do đó trước khi tôi phát biểu, chúng tôi xin mời các vị ra đến chủ kỳ này lên đứng trên sân khấu. Và đặc biệt chúng tôi cũng mời ông thị trưởng của thành phố Huế Cần Thơ có mặt trên sân khấu và xin mời. Thưa toàn thể quý vị có mặt trong cái dạ tiệc ngày hôm nay. Hôm nay chúng tôi lên đây, chúng tôi cảm ơn các tổ chức để có vài lời với các vị đã đứng sau lưng tôi. Trước tiên tôi nói về ông thị trưởng, một kỳ tích mà chúng tôi không thể quên được. Đó là việc dựng cột cờ Việt Nam Cộng Hòa ở Phước Lộc Hòa. Đây là một việc làm từ nhiều hội đoàn và tổ chức đã lên tiếng xin thực hiện gần 40 năm qua không được. Mà ngày hôm nay ông thị trưởng đã dựng được lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa ở Phước Lộc Thọ. Đây là một kỳ tích. Tôi nhân danh những người đi trước, tôi đề cao kiến tích này. Và điều này nói lên cái gì? Nói lên cái tinh thần quốc gia dân tộc của ông thị trưởng. Chúng tôi chỉ ngắn gọn vậy thôi. Rồi người kế tiếp là anh Bùi Phát. Một người phải nói là sát cánh với Liên Ủy ban chúng tôi suốt gần 20 năm. Trong cuộc đấu tranh của tôi, lúc nào cũng có Bùi Phát. Lúc nào Diễn Cộng xuất hiện thì cũng có Bùi Phát. Và điều đã nói ở đây, khi dựng tượng Đức Thánh Trần ở Đại lộ Bồ Sa, cũng chính anh Bùi Phát có tên trong những người đứng ra thành lập cái tượng này. Và cho tới ngày hôm nay, chúng tôi sẽ di dời đền thờ của Ngài về địa điểm khác. Thì cũng anh Bùi Phát đứng ra lo việc này
để mà dựng tượng của Ngài trên địa điểm mới, một tượng đá của Đức Thánh Cần mà chúng tôi đã thực hiện từ Việt Nam gửi sang. Đây là một việc làm nói lên cái gì? Cũng xác định được điều là tinh thần của trường Pháp rất là vững chắc, tinh thần quốc gia. Mình đấu tranh không phải cho mình mà vì cho dân tộc và cho đất nước. Trở lại các bạn trẻ khác, thì chúng tôi cũng có vài lời về anh Đặng Thành. Đặng Thành xích đích xác là hậu vệ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vì bố của anh Thành là một sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tử trận khi anh Thành mới sanh được tuần lễ. Đây là việc không thể chối cãi gì được. Và dẫn chứng điều này, anh Thành hiện tại cũng là một thành viên trong hội đồng quản trị, từ chuyện hỗ trợ cho hội đồng quản trị đến việc di dời đền thờ của Ngài đến địa điểm mới cũng một tay anh Thành. Nhưng mà không phải riêng về anh Thành, mà bên cạnh đó có anh đi cũng tiếp tay vào việc này. Thưa toàn thể quý vị, trong mùa bầu cử sắp tới, chúng tôi nghĩ rằng rất cần thiết cho tuổi trẻ dấn thân vào các dòng chính từ cấp nhỏ đến cấp lớn. Nhưng không có nghĩa là chúng ta nhắm mắt mà bầu đại, không suy xét, không nhận định về quá trình, về lập trường của mỗi cá nhân. Chúng ta đã vấp phải điều này trong quá khứ. Ông bà ta trước đây có câu: tiên học lễ, hậu học danh. Người có khả năng mà không đạo đức sẽ phá hoại đất nước. Trong buổi tiệc này, thiết tha mời gọi đồng hương dân đồng cho những người ứng cử có mặt ở đây được thành công trong tương lai. Vì tôi hy vọng rằng những người này trong tương lai sẽ làm được việc qua quá trình của họ đã thực thi, đã xác định được họ là những hậu vệ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hậu vệ của thể chế Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi rất tin được và hy vọng. Trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Kính thưa ông Phan Kỳ Như, các vị thân hào nhân sĩ trong cộng đồng và tất cả những người quý vị quan khách có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Chúng ta đến đây để mà bày tỏ cái lòng chân quý và để yểm trợ cho hai người ứng cử viên mà chúng ta rất thương yêu. Đó là anh Đặng Thành, tranh cử chức vụ nghị viên thành phố Westminster địa hạt số 2. Và người thứ hai là anh Andy Nguyễn, ra tranh cử chức Director of Midway Sanitary District. Thưa quý vị, dĩ nhiên những điều tôi nói đây, quý vị cũng đã đồng ý là hai người này là hai người xứng đáng. Tôi mới được quen anh Andy Nguyễn khoảng chừng 2 tháng này. Trước đây tôi chỉ biết đến anh là một người đã có cái tấm lòng lo lắng và đóng góp rất nhiều cho cộng đồng của chúng ta, cụ thể là những sinh hoạt và những cái dự án lớn trong thành phố Westminster. Anh là người đã đóng góp tài chính rất nhiều. Và anh không nề hà ai là cái người đứng sau những dự án này, mà quan trọng nhất, những dự án đó có mang lại lợi ích cho thành phố Westminster và cho cộng đồng Little Sài Gòn chúng ta nói chung hay không. Tôi luôn luôn ngưỡng mộ cái tâm tư cũng như là khả năng và kinh nghiệm của anh Andy Nguyễn. Anh đã giúp cho cựu thị trưởng Chí Tả và bây giờ là dân biểu của tiểu bang California. Anh cũng giúp cho thị trưởng Charlie Nguyễn Mạnh Trí khi những vị này có những cái dự án có mang đến lợi ích cho cộng đồng chúng ta. Và một trong những dự án đó là những dự án gì?
là cái dự án dựng tượng, dựng cột cờ Việt Nam Cộng Hòa và cột cờ Hoa Kỳ ở ngay trên sân của Phước Lộc Thọ. Đây là điều không những ông Phan Thị Nhơn và cá nhân tôi đã ôm ấp, mong muốn và vận động bao nhiêu chục năm qua mà chúng tôi đã không có cơ hội làm được. Anh Charlie Mạnh Chí đã làm được cái việc đó cho tất cả mọi người chúng ta, một cái điều mà chúng ta cảm thấy rằng rất trân quý. Thì anh Andy Nguyễn là một trong những người đã đưa những cái thúc đẩy này đến cho anh, theo như anh kể cho tôi, là đến cho anh cựu thị trưởng Tạ Đức Chí cũng như là dân biểu bây giờ. Nhưng rất tiếc, anh Tạ Đức Chí cũng như là anh Phan Tử Nhân mà chúng tôi đã không thực hiện được. Nhưng anh Cho Nguyễn Mạnh Chí trong đúng cái thời điểm đã làm được cái việc đó cho chúng ta. Một cái điều mà tôi vô cùng trân quý, bởi vì cái điểm đó là cái điểm mà khẳng định rằng Ranh Quốc Cộc ở ngay phía đô Sài Gòn, ngay bông xa. Thưa quý vị, ngoài anh Andy Nguyễn ra, chúng ta còn có thêm anh Đặng Thành. Tôi biết anh Đặng Thành lâu hơn, từ năm 2017, khi mà một người thương gia Việt Nam muốn mang những khách sạn ở những tiểu bang khác về đầu tư vào trong thành phố Cá Đông Rô, thì anh Đặng Thành là người kiến trúc sư trong dự án đó. Và từ đó đến giờ tôi được biết anh Đặng Thành và anh Andy Nguyễn là người luôn luôn chủ trương là làm sao cộng đồng của chúng ta đoàn kết với nhau. Và cũng chính vì những cái tâm tư này mà sau này hai anh đã xoay chuyển được cái nhìn của tôi. Tôi quyết định rằng từ giờ trở đi, cộng đồng của chúng ta phải tìm cách liên kết với nhau và làm việc với nhau, cho dù là chúng ta có những cái va chạm khi mà làm việc hay là trong những cái lúc tranh cử, nhưng chúng ta cuối cùng vẫn phải đoàn kết với nhau. Vì vậy tôi hứa với tất cả quý vị, và tôi đã nói nhiều lần, là tôi sẽ hợp tác và làm việc với thị trưởng Charlie Nguyễn Mạnh Chí cũng như là dân biểu Chí Tạ. Chúng ta cần phải làm việc với nhau, tất cả những cái việc